Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở đường Nguyễn Đình Chiểu, ngay khu vực chợ Vườn Chuối nha. Ở đây là chợ Vườn Chuối nha anh chị, ngay chợ Vườn Chuối luôn nè, ngay góc ngã ba ngã tư giữa đường Nguyễn Hường Hiền và chợ Vườn Chuối nha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà một trệt và ba lầu ở phường 4 của quận 3 nha, ở gần chợ Vườn Chuối, gần chợ Bàn Cờ, gần trường Bàn Cờ, giáp quận 1, quận 10, quận 5 ha anh chị. Ở nhà mình có pháp lý rõ ràng, hoàn công ha, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Ở nhà khu vực Bàn Cờ hẻm thông tứ phía luôn. Ở đây là góc đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Nhân đang đi từ chợ Vườn Chuối vào đường Vườn Chuối. Và đường Vườn Chuối này thì nó thông thẳng ra đường Điện Biên Phủ ha, ngay Bệnh viện Bình Dân. Nhà này thì mới anh chị mình vào ở ngay. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Ở đây là hẻm số 2 của đường khu dân cư cư xá Đô Thành đó anh chị. Đó, đây là khu dân cư cư xá Đô Thành và cái tòa nhà cao này là trường Bàn Cờ, trường học cơ sở Bàn Cờ nè. Đi thẳng luôn thì mình ra Nguyễn Hiền. Đó, khu vực nhộn nhịp nha. Rồi, ở đây là đường số 5. Đó, mình sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem luôn nha. Ở đây là bệnh viện Bình Dân nè. Ở tòa nhà cao đó, đây là mặt tiền của đường Điện Biên Phủ nè. Và Nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở trước trường trung học cơ sở Bàn Cờ nha. Đó, vị trí Nhân đang đứng ở đây là khu cư xá Đô Thành, phường 4 của quận 3 nha anh chị. Đó, con đường này là đường số 2, khu cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3. Và hướng này thì mình ra ngay đường Vườn Chuối ha. Thẳng ra đây ra đường Vườn Chuối nha. Đó, đường số 2 đi vào cũng được ha. Rất là nhiều hướng đi vào nhà luôn. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Gần chợ Bàn Cờ, gần trường trung học cơ sở Bàn Cờ, gần bệnh viện Bình Dân. Và hướng này thì mình đi ra ngay đường Nguyễn Hiền, rẽ tay phải thì ra Nguyễn Đình Chiểu ha, rẽ tay trái Nguyễn Đình Chiểu, rẽ tay phải ra Điện Phủ ha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà với chiều ngang là gần 4m và chiều sâu vào là 5m ha. Ở đây đi thẳng ra Nguyễn Hiền ha, ở đây là đường số 5 và đường số 2 ha. Anh Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem luôn nha. Bên đây là đường số 1. Ở đây là đường số 1 nha. Một trệt và ba lầu nha anh chị. Hai phòng ngủ và sân thượng ở trên ha. Ba hai nhà vệ sinh. Rồi, đi vào trong nhà review cho anh chị mình xem ha. Hẻm này là hẻm số 4 của đường số 5, khu cư xá Đô Thành ha. Hẻm rộng rãi. Hướng nhà của mình là hướng Bắc nha anh chị. Một trệt và hai lầu. Một trệt và ba lầu.
hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh sân thượng phía trên. Sổ hồng riêng, mua bán anh chị ký công chứng sang tên nha. À, khu vực xây dựng nhà cao tầng hết luôn. À, căn nhà của mình nè, tầng 2, tầng 3 và sân thượng ở trên ha. Ở trên thì làm mái che và phim cách nhiệt khá luôn nha. Rồi, mặt ngoài thì chủ ốp gạch sạch sẽ, cao ráo lên tới trên. Ốp gạch sạch sẽ ha. Trước nhà của mình nè, để xe thoải mái nha. Cửa là cửa nhôm xi pha, loại dây, kính cường lực nha anh chị. Hiềm nhà cao ráo, có làm bậc ba ga để xe cho anh chị mình luôn. Nhà ngoài có làm cái chuông nữa nè. Ở đây ngay vị trí bếp thì chủ làm cái cửa sổ. Đó, cửa lùa, nhôm xi pha ha, và kính, điện chính, nước chính nha. Đó, mặt trận của nhà mình nè. Mỗi tầng như là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh hết nha anh chị. Mỗi tầng một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Hướng nhà của mình đó là hướng Bắc. Gần ngay trường trung học cơ sở Bàn Cờ nha. Khu cư xá Đô Hành nha anh chị. Khu vị trí đắc địa nha. Rồi nhân vào trong review bên trong cho anh chị mình xem. Đó, gạch thì lót gạch bóng kính loại 6 tấc ha. Đi chỉ cao lên xíu để cho anh chị mình lau chùi quét dọn dễ nha. Đó, mặt dựng này thì chủ cũng làm nhựa giả gỗ cao lên, đụng trần thạch cao. Đó, đụng lên trần thạch cao luôn nha. Ở trên đóng la phong, vượt tầng xài đèn led ha. Pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 150 triệu nha. 2 tỷ 150 triệu, giá này còn thương lượng thêm, độc đáo cho chị mình mua bán nhanh nha. Đây là không gian bếp, đó. Chủ dán gạch sạch sẽ hết, và đây cái ba ga chủ cũng làm cái ba ga để xe cho anh chị mình rồi nè. Đó. Ống nước được sẵn hết rồi ha. Điện nè, âm tường hết luôn. Ở đây ngay vị trí này có làm cái cửa sổ cho anh chị mình mở ra ha. Đó, nấu ăn, lau chùi, quét dọn, cửa nhôm xi pha và kính cường lực nha. Hướng nhà của mình là hướng Bắc ha. Và nhân xin nhắc lại giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 150 triệu ha. Gạch này lót gạch 6 tấc nè. Đó, 1 ô nè, 2 ô nè, 3 ô nè, 4 ô nè, 5 ô, 6 ô ha. Và hai bức tường nữa nha. Và chiều sâu nhà của nhà nè, 1 2 3 4 5 6 7 ô ha. Đó, vô là khoảng 4m6 7 gì ha. Và ngang là 3m7 ha. Đó, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên nha. Ở dưới chân cầu thang chủ làm cái sàn nước. Đó, để cho anh chị mình về mình để đồ ở đây, thịt cá để đồ ở đây ha. Đó, rửa sơ cái mình lên chế biến cho gia đình mình nha. Ở cầu thang thì chủ tận dụng không gian làm cầu thang sắt hình xoắn ốc. Đó, anh chị mình xem vị trí trước nhà mình lại một lần nữa nha. Và nhân sẽ đi lên trên review trên cho anh chị mình xem. Đó, rộng rãi. Ngang là gần 4m và sâu vào 5m ha. Một trệt và ba lầu nha anh chị, một trệt và ba lầu. Khu phường 4 quận 3, khu cư xá Đô Hành. Ở nhà có sổ hồng riêng nha, một có sổ hồng riêng nha anh chị, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Cầu thang đi lên thì cầu thang đi hình xoắn ốc, mỗi phòng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh bên trong. Rồi đây phòng ngủ thì chủ cũng lót sàn gỗ hết cho anh chị mình nha. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa nhôm xi pha. Đó, kính cường lực có dán màu cho anh chị mình hết luôn nè. Đó, làm sàn gỗ nha. Ngay vị trí đây thì có làm cái cửa sổ luôn. Đó, mở cửa ra. Rồi đây ha. Mái tôn. Mái che phía trước nhà mình nha. Rồi, không gian nhà vệ sinh nằm ở trong phòng ngủ luôn. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Các thiết bị phụ chủ sử dụng đồ inox hết nha anh chị. Đó, tường của ốp gọi gạch ngang nha.
Mỗi tầng thì chủ có làm thêm một cái gác nhỏ trên này ha, để cho anh chị mình để đồ. Đó, cũng lót sàn sạch sẽ hết luôn nha, có cửa sổ luôn nè. Rất là chỉnh chu, ở trên là đường đà đúc nè. Đó, đóng la phong chỉ thạch cao thôi nha. Đó, khu nhà giàu ha anh chị. Anh chị mình đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhân đang review cho anh chị mình căn nhà ở địa chỉ 4/6A, 4/6A đường số 5, khu cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành của Nhân nha. Anh chị mình nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn nha. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 150 triệu nha. Giá còn thương lượng thêm, độc lá cho anh chị bán nhanh. Mỗi tầng là một phòng ngủ và phòng nhà vệ sinh. Căn nhà mình có 2 phòng ngủ và sân thượng ở trên, 2 nhà vệ sinh rộng rãi bên trong phòng ngủ luôn. Sàn là lót sàn gỗ hết. Hướng nhà là hướng bắc nha anh chị. Nhà xài độ mới, cửa nhôm xi pha hết luôn nha. Mỗi tầng thì chủ làm cái gác, có cửa sổ hết rồi. Làm cái gác thêm cho anh chị mình ha, để anh chị mình để đồ. Và tầng nào chủ cũng làm ống đồng cho anh chị mình hết luôn ha. Ống đồng, đường nước, thoát của máy lạnh đều đầy đủ hết nha. Nhà trên đây đúc hết luôn nè, đường đà lộ ra rất rõ nha. Khu dân cư hiện hữu ha. Khu cư xá Đô Thành anh chị. Nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Đây nhà vệ sinh thứ 2 của nhà mình ha. Nhà vệ sinh thứ 2 của nhà mình. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, các thiết bị van vòi sử dụng đồ inox hết nha. Cửa nhà vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm xi pha, loại dày hết nha anh chị. Đó. Mình thấy bất động sản này phù hợp thì anh chị mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Ở ngang là gần 4m và sâu vào là 5m nha. Một trệt và 3 lầu. Sát bên chợ Bàn Cờ và trường trung học cơ sở Bàn Cờ luôn nha. Ở mỗi tầng thì một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Có thêm một cái gác lửng giống như gian giống vậy. Đóng la phong vượt tầng, xài đèn led hết, điện âm tường hết nha anh chị. Ở cửa thì sử dụng cửa nhôm xi pha hết từ nãy giờ ha. Từ cửa phòng ngủ và sử dụng tới cửa nhà vệ sinh cũng xài cửa nhôm xi pha hết, thiết bị đồ mới hết nha. 2 tỷ 150 triệu nha anh chị. Rồi mình lên trên sân thượng nha. Ở không gian trên đây thì sân thượng chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết ha. Đó, đường ống đồng đi lên đây nè anh chị. Để mình để ống đồng trên đây. Và bồn nước trên này, mình giặt giũ phơi đồ ở đây thì chủ cũng kỹ, đi đường nước, đường điện sẵn hết cho anh chị mình rồi nha. Đó, nhà mình hiện hữu hết luôn nha anh chị. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên, gần Hà Đô Sentosa, gần bệnh viện Bình Dân. Sát bên hẻm xe hơi, cách vài bước là ra hẻm xe hơi rồi. Đường số 2 là hẻm xe hơi ha, đường số 4 cũng là hẻm xe hơi, đường số 5 cũng hẻm xe hơi hết. Mình hẻm nhánh, hẻm trước nhà 3m ha, pháp lý rõ ràng. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá. Ở trên đây thì chủ làm phim cách nhiệt hết cho anh chị mình luôn nha anh chị. Đó, dán phim cách nhiệt hết luôn ha. Đó, bồn nước đều để trên này. Cửa lùa ngang qua để cho nó thoáng là cửa nhôm xi pha nha. Và kính cường lực hết luôn nha anh chị. Giặt giũ phơi đồ trên đây cũng lót gạch sạch sẽ hết.
hướng nhà là hướng Bắc. Mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Bây giờ Nhân đi xuống dưới một lần nữa cho anh chị mình xem cái không gian lại một lần nữa nha. Đó, quay sơ lại một lần nữa nha anh chị. Đó, căn nhà mình ở địa chỉ là 4/6A, đường số 5, khu cư xá Đô Thành, phường 4 của quận 3 nha anh chị. Ngang là 4m và sâu vào 5m, một trệt và 3 lầu. Đó, một trệt và 3 lầu ha. Mỗi tầng chủ làm thêm cái gác nữa. Sàn là lót sàn gỗ hết, cửa phòng ngủ là sử dụng cửa nhôm Sifa, kính cường lực hết luôn nha. Tất cả các phòng ngủ và nhà vệ sinh là đều làm cửa nhôm Sifa và kính cường lực hết. Ở trên đây thì mỗi phòng thì làm thêm cái gác để cho chị mình chứa đồ. Đó. Nhà đúc hết luôn nha, đúc bê tông đúc thép hết luôn nè, đường đà lộ ra nè. Cửa sổ, nhà vệ sinh, mỗi phòng một nhà vệ sinh phía trong hết nha. Đó, mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để được xem nhà ha. Nhà mới anh chị mình vào ở ngay. Hướng nhà của mình là hướng Bắc ha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 2 tỷ 150 triệu này, để bạn bè người thân mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Đó, mỗi tầng là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh bên trong, một cái gác hết nha anh chị. Đó, sàn lót sàn gỗ hết, cửa nhôm Sifa hết nè. Đó, trên đây thì cũng là lót sàn sạch sẽ cho anh chị mình luôn, cái gác cũng lót sàn sạch sẽ ha, cũng cao ráo, ống đồng đồ nè đầy đủ hết á, ống đồng đường nước thoát đầy đủ hết nha anh chị. Cửa sổ nè, mở ra mát mẻ hướng Bắc ha. Trên đây là đúc mình làm cái mái che nha, làm mái che xuống. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị, pháp lý rõ ràng, hoàn công mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Nếu mình thấy phù hợp với bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân qua số 0822 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Nhớ là hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 2 tỷ 150 triệu ha, để bạn bè người thân mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó. Không gian bếp, phòng khách nè. Đó, cao ráo sạch sẽ hết ha. Tường bên hông thì chủ cũng ốp nhựa giả gỗ cao lên, đụng lên tới trần thạch cao luôn nè anh chị. Một trệt 3 lầu. Hẻm 3m ha. Đó, hẻm rộng rãi nha. Hẻm rộng rãi. Khu vực nhà hiện hữu hết luôn nha. Đó, xung quanh nè. San sát nhau hết luôn nha anh chị. Đó, khẳng luôn là mình đi ra đường vườn chuối cũng được nha. Đó, hướng nhà của mình là hướng Bắc ha. Địa chỉ đây anh chị. Đó, địa chỉ của căn nhà mình đây. 4/6A, đường số 5, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3 nha. Ở trên xung quanh là ốp tường cao ráo hết ha. Làm cửa sổ ngay vị trí bếp, có bấm làm cái chuông nữa ha. Hiện hữu 100%, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên ha. Đây cao ráo sạch sẽ, chủ làm ba ga lên cho anh chị mình để xe vào, đây để mấy chiếc xe luôn nha. Hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Thôi Nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh của Nhân nha.